Xin chào các bạn, mình tên là Hoài Anh. Năm nay mình 16 tuổi và mình đến từ thành phố Bắc Ninh, Việt Nam. Năm nay là năm thứ 3 của mình tại trường trung học Chonpo, Úc. Hãy để mình kể cho mọi người nghe về hành trình của mình nhé. Lúc đấy mình là một cô bé 13 tuổi với rất nhiều khát khao và sự tò mò về thế giới bên ngoài. Và mình nghĩ cách duy nhất để thỏa mãn sự tò mò đấy là thật sự bước ra ngoài kia và tự bản thân trải nghiệm. Vì vậy mình đã cố gắng thuyết phục mẹ. Và mặc dù lo lắng vì mình còn khá bé, mẹ mình vẫn gật đầu. Cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã tin tưởng con. Tại JPC, mình không những có cơ hội được mở rộng kiến thức mà cảm thấy kỹ năng trong thể thao cũng như biểu diễn nghệ thuật. Mình rất vinh dự được là thành viên của đội đồng ca, đội tranh biện, đội bóng của trường và vở nhạc kịch Chicago. Thông qua các hoạt động trên, không những mình có cơ hội để mở rộng kỹ năng mà mình còn làm quen được rất nhiều bạn mới, những người mà cùng chung sở thích với mình. Đây cũng là điều khiến trường học của Úc khác rất nhiều so với trường học tại các nước khác. Tại đây, học sinh được cung cấp với đủ các điều kiện để khám phá bản thân và tìm ra đam mê thông qua việc tham gia vào các hoạt động ngoại khóa thay vì chỉ tập trung vào những giờ học chính khóa. Gia đình mình luôn nói rằng để cho mình đến Úc là một trong những quyết định sáng suốt nhất và thấy được sự tự tin, trưởng thành cũng như độc lập của mình chỉ sau 3 năm ở Úc khiến mọi người rất tự hào. Những điều trên đạt được là những cơ hội mình đã may mắn có được khi du học tại Úc. Không những mình có tiếp cận với một nền giáo dục tiên tiến, đội ngũ giáo viên nhiệt huyết, thân thiện và còn có cơ hội kết bạn với bạn bè từ khắp nơi trên thế giới, từ đấy nâng cao hiểu biết của bản thân. Mình cũng rất may mắn khi được ở trong một homestay tốt, nơi mà mình hoàn toàn cảm nhận được hơi ấm gia đình. Điều này đã làm vơi đi nỗi nhớ nhà và giúp mình tập trung vào các mục tiêu đã đặt ra. 3 năm đi du học đã làm mình thay đổi rất nhiều. Mình của hiện tại biết bản thân muốn gì, giỏi điểm nào và không sợ vấp ngã. Mình có thể ngồi đây và kể ra hàng trăm ngàn lý do tại sao mọi người nên chọn Úc là nơi để đi du học. Nhưng nói ngắn gọn, con người, cơ hội và sự đa dạng là 3 lý do chính mà mọi người lên chọn Úc. Mình đã làm và thành công, bây giờ đến lượt bạn đó.